Thưa quý vị, ngày hôm nay Vietnam Airlines đã ký kết hợp đồng tín dụng với 3 ngân hàng thương mại để tiếp cận gói tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. Trước đó, cuối năm 2020 thì gói giải pháp hỗ trợ 12.000 tỷ đồng về giải pháp hỗ trợ từ cổ đông nhà nước trong vai trò chủ sở hữu đã được Quốc hội thông qua để bù đắp thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp này. Không chỉ hàng không, cách đây nửa tháng thì ngành đường sắt cũng đã xin vay gói hỗ trợ 800 tỷ đồng để duy trì hoạt động. Đây là những minh chứng cho một thực tế đáng buồn. Các hoạt động giao thông vận tải đều đã kiệt sức trước sự tàn phá của đại dịch Covid-19. Các đợt dịch trong năm 2020 đã khiến đường sắt lỗ hơn 1.300 tỷ đồng. Và 6 tháng đầu năm 2021, trong giai đoạn đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, đường sắt phải dừng 2.300 đoàn tàu khách, ước tính lỗ hơn 400 tỷ đồng. Hơn 1.200 lao động phải hoãn hợp đồng, nghỉ không lương và 13.000 lao động mất việc, thiếu việc. Đường sắt đã phải xin vay khẩn cấp 800 tỷ đồng, bổ sung dòng tiền trước nguy cơ dừng sản xuất kinh doanh và mất vốn chủ sở hữu. Do sản lượng, doanh thu nó giảm mạnh, thì cái dòng tiền để hoạt động sản xuất kinh doanh còn cực kỳ khó khăn hơn là thua lỗ. Thua lỗ có thể chưa khiến doanh nghiệp có thể là dừng hoạt động, nhưng mà nếu ngừng dòng tiền thì có thể dẫn đến ngừng hoạt động của doanh nghiệp. Và đến như thời điểm hiện nay là ngành đường sắt, tổng công ty đường sắt và hai đơn vị vận tải có thể nói là cân dòng tiền từng tuần một, từng ngày, từng tuần một để nó đảm bảo được cái duy trì cái hoạt động tối thiểu. Đặc biệt khi mà vận tải hành khách giảm mạnh ấy, thì cái lực lượng cán bộ công nhân viên mà đi theo các đoàn tiếp viên ấy, thì cũng là gần như là ngừng hoạt động. Với vận tải hàng không, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam đến thời điểm này, việc thua lỗ đã trên 18.000 tỷ đồng và dự báo sẽ tiếp tục lỗ khi mà dịch bệnh kéo dài. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã đề xuất chính phủ cho các hãng vay gói tín dụng 25.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi nhất để giúp họ giải quyết thanh khoản, duy trì hoạt động. Đây được xem là đề xuất chính đáng và cần được hiện thực hóa sớm để đảm bảo cân đối dòng tiền trong sản xuất kinh doanh. Tức là cái nguồn vốn hiện nay là chúng tôi thấy là chúng tôi vẫn có đề xuất là ngoài cái đấy thì cũng khoảng 25.000 tỷ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lãi suất cho nó hợp lý. Trên cơ sở là sử dụng cũng như là cái hiệu quả của các doanh nghiệp để mà chúng ta kịp thời coi như hỗ trợ giúp các doanh nghiệp trong thanh khoản hiện nay. Kiệt quệ nhất trong vận tải khách hiện nay vẫn là các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định. Nhiều doanh nghiệp đang mắc vào tình cảnh xe khách không hoạt động do dịch bệnh nhưng vẫn phải đóng lãi ngân hàng, vẫn phải nuôi bộ máy nhân lực để không phá sản. Họ mong muốn các chính sách hỗ trợ của nhà nước như giảm lãi suất, giãn nợ ngân hàng, phải giảm thiểu các thủ tục hành chính, họ phải được hưởng lợi thực chất hơn. Có như vậy mới thoát khỏi vũng lầy phá sản. Các cái cơ quan có thẩm quyền ấy, khi ban hành các cái thông tư đấy thì nó phải cụ thể hơn nữa. Và cái thứ hai đấy là phải theo cái hướng là giảm bớt các cái điều kiện để mà thực hiện các cái chính sách đó. Chứ nếu như là cứ chung chung như hiện nay đấy thì về phía các cái cơ quan thực hiện ấy, họ lại đưa ra những cái điều kiện mà nó ngặt nghèo quá thì các cái doanh nghiệp họ cũng không có thực hiện được. Cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước cho từng lĩnh vực như hàng không, đường sắt, đường bộ đã được đưa ra trong thời gian qua nhằm giúp họ vượt qua đại dịch. Tuy nhiên những chính sách này cần được linh hoạt và thực chất hơn, kịp thời hơn bởi thiệt hại của vận tải ngày càng lớn do dịch kéo dài. Doanh nghiệp được thụ hưởng hỗ trợ sớm một ngày thì mức độ thiệt hại sẽ được giảm thiểu hơn và có thể giúp họ vực dậy ngay sau khi dịch bệnh đi qua. Giữa cơn bão Covid-19, ngành du lịch tiếp tục đóng băng giữa mùa hè. Thiệt hại nối tiếp theo từng đợt dịch bùng phát. Các doanh nghiệp du lịch đang ở trong tình trạng kiệt quệ. Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vita, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 90% doanh nghiệp du lịch lữ hành không hoạt động, 10% doanh nghiệp còn lại thì hoạt động cầm chừng. Phần lớn các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ làm dịch vụ đại lý tour, đại lý vé thì đã cho 100% lao động nghỉ việc. Các doanh nghiệp quốc tế thì cho 60-90% nhân sự nghỉ việc. Đã có nhiều đề xuất được các doanh nghiệp du lịch đưa ra như một lời kêu cứu giữa cơn bão Covid-19. Mới đây, 9 doanh nghiệp du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ của Hải Phòng đã làm đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng với các nội dung như miễn phí vé tham quan vịnh Lan Hạ đến hết năm 2021, giảm 50% giá vé tham quan đối với tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ cho đến hết năm 2022, miễn phí dịch vụ neo đậu tại cảng bến cho đến hết năm 2022, miễn giảm các phí, lệ phí vào, rời cảng bến cho đến hết năm 2022,
Những đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp du lịch hầu hết trong tình trạng kiệt quệ, nợ ngân hàng, đối diện với phá sản. Hiện tại đến bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một cái phản hồi nào từ thành phố Hải Phòng cả. Thì những cái mục đích này của chúng tôi cũng nhằm cái mục đích là kích cầu du lịch thôi, và làm sao để cho là ví dụ như du khách mà có thể là họ được giảm vé, thì chúng tôi có thể là giúp cho du khách có thể lấy tiền đó để tiêm phòng hoặc test nhanh trước khi mà đi du thuyền. Thì đấy là những cái mà chúng tôi thực sự rất là mong muốn. Và hiện tại bây giờ đang là các doanh nghiệp nói chung trên địa bàn các bạn đang gặp rất nhiều khó khăn về cái thu nhập cho người lao động. Đã đâm nên là bản thân công ty cũng như là cũng đã cố gắng hết sức trong tháng 6 vừa rồi. Tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu cho khởi động lại các hoạt động du lịch nội tỉnh từ đầu tháng 6 vừa qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết định miễn 100% giá vé và thu phí đến hết năm 2021 vào các điểm tham quan lưu trú như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích và danh thắng Yên Tử. Bên cạnh những chính sách này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh là ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng làm du lịch để đảm bảo an toàn khi đón khách. Vì là đối với những người mà làm du lịch thì tiếp xúc trực tiếp với khách. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có kiến nghị là tỉnh sẽ cho các cán bộ nhân viên trong ngành du lịch để được tiêm phòng chống vaccine trước để mình có cái cơ hội để mà phục vụ khách du lịch. Các doanh nghiệp thì cũng rất là muốn là ngoài cái nguồn khách trong nội tỉnh thì cũng muốn là có cái nguồn khách ngoại tỉnh. Và đối với những cái tỉnh mà đã khống chế được du lịch, những du khách tiêm phòng chống vaccine. Ngoài những đề xuất để từng bước phục hồi hoạt động du lịch, một trong những đề xuất quan trọng nhất của các doanh nghiệp du lịch hiện nay đó là chính sách về tài chính cho doanh nghiệp. Cái hiện tại bây giờ trước mắt là đối với các doanh nghiệp du lịch thì cái dòng tiền là quan trọng, tức là cái khoản vay để cho người ta có thể là phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, tức là cái vốn vay ngắn hạn để cho giúp cho doanh nghiệp có thể phục hồi trở lại. Thế ngoài ra thì cũng giúp ra các cái chính sách khác như là giãn nợ, giãn thuế, thế rồi là coi như là giãn bảo hiểm, đóng bảo hiểm xã hội chẳng hạn. Đấy là những cái ngay trước mắt thì cũng có thể là giúp cho doanh nghiệp, cộng với là các cái chính sách giảm thật sự là một năm hay hoặc là ba năm chẳng hạn, về các cái cảng biển, những cái chỗ đỗ đậu cho của bến các cái cảng bến chẳng hạn. Thế rồi đấy là những cái mà rất là cần khẩn cấp đến bây giờ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song song với quá trình chống dịch, doanh nghiệp du lịch đang kỳ vọng vào nhiều chính sách hỗ trợ từ các địa phương và chính phủ để có thể tồn tại và có cơ hội phục hồi sau dịch. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 63 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 5 mục tiêu, 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được vạch ra để vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19. Ngay từ đầu năm, các địa phương cũng đã nỗ lực triển khai ngay các kịch bản của mình. Nhờ đó, có những địa phương như thành phố Đà Nẵng đã thoát khỏi sức ì của suy thoái, chấm dứt đà tăng trưởng âm kéo dài của năm ngoái và dần khôi phục kinh tế. Ba tại chỗ, nghĩa là công nhân ăn, ngủ và làm việc tại nhà máy là cách làm mà nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã triển khai để đảm bảo sản xuất không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhờ thích ứng của doanh nghiệp mà ngay cả những thời điểm dịch bệnh tấn công vào các khu công nghiệp, thì Đà Nẵng vẫn duy trì hoạt động sản xuất, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất. Triển khai đến tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các cái khu công nghiệp một phương án 3 tại chỗ để mà giữ trụ cái tình hình mà dịch bệnh bùng phát. Thì đó là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và ở tại chỗ. Các doanh nghiệp phải đảm bảo được cái đời sống cho người lao động. Bên cạnh việc tiếp tục áp dụng các biện pháp để đảm bảo duy trì sản xuất công nghiệp, trong 6 tháng cuối năm 2021, Đà Nẵng cũng tập trung các biện pháp kích cầu tiêu dùng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công để kích thích nền kinh tế. Giải pháp kích cầu tiêu dùng và giải ngân vốn đầu tư công là một cái giải pháp mà thường tôi thấy là thường trong cái tình hình mà khó khăn thì nó thể hiện vai trò của nhà nước, thể hiện vai trò của chính quyền thành phố trong cái mà phục hồi lại nền kinh tế. Còn cái giải pháp thứ ba là hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì cái này tôi nghĩ là đương nhiên rồi. Thì nên trong bối cảnh này mà không có sự hỗ trợ từ phía nhà nước, không có sự hỗ trợ từ phía chính quyền thì có lẽ là doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Cũng theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, hiện nay ngành mũi nhọn là dịch vụ du lịch đang khó khăn, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn của Đà Nẵng đang tăng 4,99% so với cùng kỳ năm 2020.
và đã tăng 1,05% so với năm 2019, thời điểm Đà Nẵng chưa có dịch. Sự phục hồi này cùng với tăng trưởng của lĩnh vực thương mại, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, kho bãi, y tế và thông tin truyền thông. Dự báo kinh tế Đà Nẵng hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng từ 5,5 đến 6% như kế hoạch trong năm nay. Là với cái kinh nghiệm phòng chống dịch của thành phố Đà Nẵng cũng như với cái kinh nghiệm của bản thân các doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân, sự chỉ đạo của chính quyền thành phố thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái kịch bản là chúng ta tăng trưởng khoảng mức gần 6%. Hiện nay, Đà Nẵng đã xác định việc phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả sẽ là biến số quan trọng nhất để tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, ba kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm của Đà Nẵng cũng được đưa ra rất cụ thể. Mỗi kịch bản có một dự báo và giải pháp kèm theo. Do đó, chính quyền Đà Nẵng vẫn kỳ vọng là mục tiêu tăng trưởng sẽ đạt như kế hoạch. Bất chấp việc thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh dịch vụ đang gặp nhiều khó khăn. Đợt dịch thứ tư kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay có mức độ lây lan rộng hơn, tiến vào các khu vực sản xuất tại các tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế. Cùng với đó, việc tăng giá hàng hóa nguyên liệu đầu vào đang tạo áp lực lên GDP cả năm. GDP 2021 sẽ ra sao? Ở mức 6% như Quốc hội giao hay là mức 6,5% như mục tiêu mà chính phủ đề ra tại nghị quyết 01? Con số thực tế sẽ phụ thuộc vào việc lựa chọn và thực hiện các kịch bản phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Số liệu của Tổng cục Thống kê về kinh tế 6 tháng đầu năm cho thấy ở đâu có giãn cách xã hội vì dịch bệnh, ở đó tình hình sản xuất công nghiệp bị đình trệ. Tại 3 địa phương có dịch bệnh nặng nhất trong 6 tháng gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng lần lượt là 9%, 10% và 6%, trong khi nếu không có dịch, mức tăng này của 3 địa phương dự kiến là 40%, 20% và 10%. Do mức tăng thấp này, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng dù đóng góp 59% vào tăng trưởng thì cũng chỉ tăng ở mức là 8,36% trong 6 tháng, thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết 01 đề ra là 8,56%. Với tình hình này, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức là 6 đến 6,5% đạt được hay không tùy thuộc vào khả năng chống dịch. Dịch bệnh tấn công trực tiếp vào các cái đơn vị sản xuất nay là Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái tỉnh lân cận đang là những cái thách thức hết sức lớn cho hoạt động sản xuất và đặc biệt là trong cái phần mà phân phối ở các cái chợ đầu mối cũng như các trung tâm thương mại cũng được hết sức lưu ý trong thời gian tới. Và yếu tố dập dịch sẽ quyết định. Tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra vào chiều tối mùng 1 tháng 7, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Kịch bản 1 tăng trưởng của nền kinh tế là 6%, dịch cơ bản được kiểm soát trong tháng 7 thì quý 3 cần đạt mức tăng trưởng 6,2% và quý 4 6,5%. Kịch bản 2, tăng trưởng của nền kinh tế 6,5%, dịch được khống chế trong tháng 6, mức tăng trưởng cần đạt được trong quý 3 và quý 4 lần lượt là 7% và 7,5%. Với tình hình các ca mắc mới vẫn diễn biến theo số lượng hàng ngàn ca mỗi ngày, kịch bản 2 gần như không thể. Với mục tiêu này thì với điều kiện là cơ bản khống chế dịch trong tháng 6 năm 21 và không có các ổ dịch tại khu công nghiệp và các tỉnh, thành phố không bị giãn cách xã hội, thì với cái kịch bản này thì quý 3 sẽ phải tăng 7% trở lên và quý 4 là tăng 7,5% trở lên. Thì như vậy là đây là một cái nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tại nghị quyết số 63 của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã nhấn mạnh phải có giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ lao động, hộ kinh doanh, các chính sách hỗ trợ cần cụ thể. Thứ nhất là tiếp tục làm tốt cái cỗ xe tam mã như là chúng ta vẫn mong muốn về đầu tư, về xuất khẩu và tiêu dùng. Thứ hai là cũng cần phải chú trọng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Đấy, như là đầu tư công, như là đầu tư tư nhân, như là kinh tế số, như là kích cầu tiêu dùng nội địa và đặc biệt là phải giữ vững cái mức độ tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế. Triển khai cái tạm gọi là cái gói hỗ trợ lần thứ hai đủ mạnh, đủ lớn, vừa diện vừa trọng điểm. Bên cạnh đấy, trong một cái thế giới đang biến động thì mình phải xây dựng nhiều kịch bản tốt hơn đó, nhưng mà đừng bao giờ quên cái kịch bản xấu. Chúng ta làm kịch bản xấu để chúng ta tốt nhất là tránh được nó không xảy ra.
Thành phố Hồ Chí Minh, đầu cầu kinh tế của cả nước với con số 400 đến 500 ca mắc mới mỗi ngày vào những ngày này. Nguy cơ giãn cách xã hội ở trên diện rộng đã rất gần, kéo theo đó là nhiều hệ lụy và xa hơn là chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố và cả nước. Dập dịch nhanh vẫn là yếu tố tiên quyết cho tăng trưởng kinh tế lúc này. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ tiếp tục kêu gọi nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và thực hiện bằng được các mục tiêu giải pháp mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc hội giao. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, mục tiêu kép, không thể thiếu sự đồng hành chia sẻ của nhân dân, của doanh nghiệp.